Sáng ngày 27 tháng 10, Trung tâm Y tế huyện Đắk Trơ Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết một bệnh nhi trong vụ lật xe cứu thương xảy ra trên địa bàn huyện đã tử vong. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 10, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Trơ Lấp, xe cứu thương do tài xế Võ Văn Huy, 38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắc điều khiển hướng Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh. Trên xe có chở theo bệnh nhi là cháu N1 tuổi và người thân. Khi đến đoạn đường trên, tài xế bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách giữa đường rồi tông vào trụ đèn chiếu sáng, lật qua phần đường ngược lại. Ngay sau đó, cháu N được người dân gọi xe cứu thương đưa đến trung tâm y tế huyện Đắk Trơ Lấp để cấp cứu nhưng đã tử vong. Tài xế và người thân của cháu N bị thương nhẹ. Được biết, trước đó chiều ngày 25 tháng 10, hai người phụ nữ ở phường Thị An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk chở cháu bé đi trên xe máy thì không may chiếc khăn quấn bị cuốn vào bánh xe sau, kéo theo cháu bé gây thương tích. Sau đó cháu được đưa đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu rồi chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục gặp nạn.